Và chúng ta sẽ học xong cái bài mới, thế nên gọi là bài mới thôi, là chương 4 ấy, là bài số 4 ấy. Thực ra cái bài này là cái bài là tổng hợp lại các cái mà tổng quan lại các cái lệnh điều khiển chính của Scratch để chúng ta hình dung nhé. Thì tất cả các lệnh điều khiển chính, nhưng mà đây là những lệnh lập trình, đây là những lệnh lập trình cơ bản ấy, mà ngôn ngữ lập trình nào cũng có. Thì trong Scratch nó có, thì nằm ở trong cái nhóm là control, là chỉ là cái lệnh điều khiển đấy. Tôi chuyển sang tiếng Việt nhé. Cái nhóm điều khiển này đấy. Thì đây là những cái lệnh mà nó nằm đây, tôi lôi hết nhé. Đây là những lệnh các bạn nào phải nhớ, này lệnh rất, rất 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 quan trọng. Đây là cái nhóm lệnh nôm na là những nhóm cái lệnh lập trình cơ bản, lập trình cơ bản của Scratch. Và chúng ta thấy nhé, và lệnh dừng lại nữa đây, thì đây là những cái, là nhóm lệnh chính nhé. Thì đây là lệnh đợi, tức lệnh này là lệnh nó sẽ dừng cái chương trình của nó đấy. Tức là mỗi cái lệnh nằm trong một cái nhóm lệnh, nó gọi theo anh nó gọi là script, nằm trong cái nhóm lệnh ở trên màn hình. Khi chạy thì đến đây này nó sẽ dừng lại, và trong sau thời gian là bao nhiêu giây thì nó sẽ chạy tiếp. Thì đây là lệnh rất quan trọng, rất hay dùng. Dùng để dừng cái gì đó để gây ra cảm giác là nó trễ, độ trễ của chương trình. Cái lệnh hai lệnh nếu, lệnh if then đấy, nó có hai lệnh, một lệnh là if then, lệnh nếu thì. Đây, nếu thì lệnh lệnh gọi là đây là lệnh dễ dễ nhánh. Nếu cái biểu thức này đúng thì hiện cái này này. Lệnh đây, đây chỉ là if then đây. Lệnh nếu thì đúng không nào? Thì trong nếu nó có một cái, đây là nó cái ô để chúng ta đưa lên một cái biểu thức logic, thường thường nó là cái biểu thức logic so sánh chẳng hạn, các phép so sánh chẳng hạn, rất hay dùng. Còn đây lệnh lệnh nếu dạng tổng quát hơn là nếu thì, nếu không thì, là if then else, đúng không? Nếu cái này đúng, nếu cái này đúng thì hiện lệnh lệnh ở đây, còn không đúng thì hiện lệnh ở đây. Thì đây là hai cái lệnh rất quan trọng mà ngôn ngữ lập trình nào cũng có hết nhé. Từ đường lệnh if. Còn tiếp theo là cái lệnh lặp. Lệnh lặp thì đối với Scratch nó có 3 lệnh tất cả, chúng ta chú ý. Một là cái lệnh này. Lệnh này là lệnh lặp bao nhiêu lần? Cái khối này được lặp lại bao nhiêu lần? Đây lệnh nghe lệnh lặp, với số lệnh lặp là cố định. Lệnh này nó tương đương với lệnh for ở trong các ngôn ngữ lập trình khác, trong trong C, trong Pascal, trong Python đều có lệnh for. Đây lệnh là tương đương lệnh for. Một lệnh khác là lệnh là lặp cho đến khi, đấy. Lặp cho đến khi mà cái biểu thức này là đúng như vậy, này nó thực hiện lệnh lệnh ở đây mà thực hiện liên tục cho đến khi nào mà nó kiểm tra cái này mà đúng thì nó dừng lại. Lệnh này là lệnh tương đương với cái lệnh gần, hơi có ý nghĩa giống cái lệnh repeat hoặc là lệnh while, nhưng mà ý nghĩa nó hơi khác một chút. Lệnh while là kiểm tra điều kiện trước thực hiện lệnh lặp sau, còn lệnh này là thực hiện lệnh lặp trước kiểm tra điều kiện sau. Chúng ta chú ý nhé, lệnh này cũng rất hay dùng, là tương đương với lệnh repeat until, anh là repeat until rất hay sử dụng. Như vậy lệnh lặp này là lệnh lặp mà có cái lệnh số lần lặp là cố định, còn lệnh này là lệnh lặp số lần lặp là không cố định mà phụ thuộc vào một điều kiện logic nào đó. Thì hai lệnh này là thông thường, hai lệnh này là có trong tất cả các lập trình khác nhé. Lệnh lặp này nó tương đương lệnh for ở trong các ngôn ngữ lập trình khác. Còn lệnh này này nó tương đương lệnh while hoặc lệnh repeat ở trong Pascal nó có đấy. Còn trong trong C và trong Python nó có lệnh while. Đây tương đương lệnh while ở trong Python, nhưng mà có khác biệt. Cho chú ý, khác biệt là lệnh while là kiểm tra trước rồi lặp sau, còn lệnh này là lặp trước kiểm tra điều kiện sau. Chúng ta chú ý nhé, lặp cho đến khi cái này đúng thì nó dừng lại. Cho nên khi chúng ta thực hiện những cái lệnh lặp, mà những cái lệnh lập trình mà có mang tính mang cái nó có những cái tính thuật toán một chút ấy, thì phải chú ý cái này. Ngoài ra thì ở trong Scratch có lệnh, một lệnh rất đặc biệt nữa là lệnh lặp liên tục. Đây là lệnh lặp mãi mãi, thì đây là lệnh rất đặc biệt luôn. Đây là lệnh mà ở trong các ngôn ngữ lập trình khác không có. Có thể là lệnh này không không có ở trong C, không có ở trong Pascal, trong Python. Lệnh này lệnh là đặc trưng cho robot. Chúng ta thấy lệnh rất hay ở trong Scratch. Lệnh này là làm cho cái lập trình Scratch nó hay hơn hẳn.
hay hơn hẳn và khác biệt hẳn so với lập trình bậc cao khác như là C, Pascal hay là Python. Và lệnh này là lệnh đặc trưng cho điều khiển robot, hay là đặc trưng cho cái tư duy STEM. STEM thì lệnh lệnh rất đặc biệt. Trên những lệnh này mà không 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 được dạy cho học sinh thì rất là tiếc, rất là hay. Mà tôi các bạn thấy tôi dùng rất nhiều lệnh này ở trong chương trình rồi đấy. Ngoài ra thì nó có cái lệnh tiếp theo là lệnh là đợi cho đến khi, này cũng rất là hay. Tức là lệnh này lệnh đợi cũng đợi nhưng mà đợi theo thời gian là cố định. Còn lệnh đợi này là theo thời gian là phụ thuộc vào cái biểu thức này. Đợi cho khi biểu thức này đúng thì nó chạy chạy tiếp. Đấy, lệnh này lệnh nó dừng chỉnh lại và nó đợi. Rất hay luôn. Lệnh gọi là lệnh wait until. Anh nói là wait until. Còn lệnh này lệnh dừng lại. Lệnh dừng toàn bộ dừng chương trình thì nó có ba cái option, ba cái nó có ba cái lựa chọn của lệnh dừng lại nhé. Đây. Ba cái là tất cả cái bản này và các cái bản khác của nhân vật này. Thì cái lệnh tất cả lệnh này là cái lựa chọn này là dừng toàn bộ chương trình cho tất cả các chương trình của tất cả nhân vật ở trong mà của cái file chúng ta đang đang chạy. Cho tất cả chương trình, cho tất cả nhân vật và cho cả sân khấu nữa, dừng toàn bộ luôn nhé. Còn lệnh thứ hai này là cái bản này là chỉ nó chỉ dừng mỗi một cái bản nó chỉ dừng cái script hiện thời thôi, chỉ tức chỉ dừng cái nhóm lệnh mà đang chứa lệnh này thôi. Còn lệnh cái nhóm khác ở trong sân khấu là trên hình là nó không dừng. Ví dụ con mèo chúng ta nó có hai nhóm lệnh thì có cái lệnh này thì nó sẽ dừng ở cái lệnh mà chúng ta đang chạy thôi, còn lệnh khác là nó không chạy. Còn cái này là khác, là cái này là ngược lại. Cái này là gì? Cái lệnh này là lệnh sau là dừng tất cả các cái nhóm lệnh khác nhưng riêng nhóm hiện thời là đang chạy là vẫn chạy bình thường. Đấy, những cái này là cái mà thực tế là dùng rất là nhiều nhưng mà nó phải tùy thuộc vào cái hoàn cảnh, tùy thuộc vào cái bài tập cụ thể. Bạn cho thấy nhé, nhưng là cái lệnh lệnh stop này là rất hay luôn, đặc biệt, rất là biệt của Scratch. Chúng ta xem lại xem là tiếng Anh là cái gì nhé. Bây giờ đây là bằng tiếng Việt, tôi xem lại bằng tiếng Anh này. Tiếng Anh của nó là như thế này. Đây. Tiếng Anh nhé. Đấy. Thế đây là lệnh wait. Wait chờ bao nhiêu là giây. Đây là lệnh là wait until. Đây hai lệnh wait chờ cho đến khi cái này nhé. Tiếp theo lệnh lệnh if thì có hai lệnh. Đây if ngắn này, if then này, và đây là lệnh if then else. Đấy, nếu cái này đúng thì ngược lại thì đấy. Đấy, hai lệnh if nhé. Ngoài ra lệnh lặp thì cũng có như sau. Lệnh lặp với thời gian cố định, với cái số lặp lần lặp cố định. Lệnh này tương đương với lệnh 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 for, tương lệnh for ở trong các công lập trình khác. Tiếp theo là lệnh là repeat until. Lệnh này là tương đương với lệnh 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 và vòng lặp có điều kiện, tức là lệnh lệnh tương đương lệnh while hoặc lệnh repeat ở trong Pascal. Còn lệnh forever là lặp vĩnh viễn. Lệnh này là hoàn toàn không có ở trong ngữ lập trình khác, mà đặc thù riêng của Scratch, mà lệnh này là đặc thù riêng trong cái tư duy STEM, mà nó có rất nhiều trong cái kịch bản mà chạy robot. Nếu bạn nào mà các bạn học sinh nào mà điều khiển robot quen rồi, thế là cái lệnh forever là lệnh rất hay sử dụng, một trong những lệnh cơ bản nhất của điều khiển robot nhé. Rồi thế bây giờ tôi sẽ bây giờ tôi, chúng ta sẽ, như vậy đây là những cái lệnh mà rất quan trọng, mà nó là cái nó tạo thành cái ngôn ngữ, là ngôn ngữ lập trình Scratch. Nhưng mà bạn thấy nhé, như vậy là cái ngôn ngữ lập trình Scratch ấy, nó chỉ là một phần, nó là chỉ một cái nhóm nhỏ trong tổng thể những nhóm ở đây. Nhóm motion này, nhóm chuyển động này, nhóm biểu diễn này, thể hiện này, nhóm âm thanh này, nhóm sự kiện này, nhóm điều khiển, nhóm cảm biến vân vân. Thì cái nhóm điều khiển này chính là các cái lệnh là lệnh tạo nên cái ngôn ngữ lõi của lập trình Scratch, các bạn chú ý nhé. Thế bây giờ tôi sẽ tổng kết lại để chúng ta thấy, bây giờ tổng kết lại cho chúng ta đó. Thế bây giờ cái bài 4 là cái bài như nào? Cái bài 4 là bài này, cái bài 4 là cái bài là tổng kết các lệnh điều khiển. Các lệnh điều khiển.
hay là nói cái khác thì đây là các lệnh lập trình lõi. Lập trình lõi của Scratch thì nó có sự khác biệt so với các lệnh lõi. Nó là giống nhưng mà có điểm khác biệt thì tôi mô tả lại nhé. Nhé, bây giờ tôi mô tả lại này. Bây giờ các lệnh lõi gồm có cái gì nào? Lệnh thứ nhất đấy là cái lệnh nhà, là cái lệnh đợi. Lệnh đợi là nó dừng lại. Cái lệnh này cũng rất là hay đấy. Cái lệnh đợi này thì ở trong Pascal, trong Python cũng được có cả, nhưng mà chúng ta ít khi dùng. Vì thực tế thì các bài tập lập trình ở trong Python hay là trong C nó là bài tập giải toán. Giải toán thì chúng ta cần 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 đợi là cái gì? Đợi nó chuyển ý nghĩa khi chúng ta mô phỏng. Đấy, chúng ta mô phỏng ở đây chúng ta dùng để chúng ta mô phỏng các hiện tượng, chúng ta tạo các cái phần mềm, chúng ta tạo các cái phim hoạt hình, các cái tương tác thì lệnh đợi này nó mới quan trọng. Còn lệnh đợi này là có hết ở trong Python, có ở trong Pascal, có ở trong C có, nhưng mà hầu hết người ta không dùng đến, thì các bạn không biết thôi. Đợi bao giờ có thì nó có hai lệnh, một là lệnh đợi đợi một thời gian là bao nhiêu giây đó, đợi một thời gian là n giây, đợi trong một thời gian cố định là n giây. Lệnh thứ hai là lệnh đợi đợi liên tục cho đến khi một cái điều kiện nào đó là đúng. Điều kiện này là một cái biểu thức logic mà nó chỉ nhận ra gì đúng và sai. Thông thường nó là cái biểu thức logic lớn hơn bằng hoặc nhỏ hơn thì đấy, đúng không? Nhưng mà đợi là cái lệnh mà rất hay dùng ở ở ở trong Scratch nhé. Tiếp theo chúng ta mô tả sang lệnh nhóm. Lệnh thứ hai là lệnh if, là lệnh rẽ nhánh. Một lệnh rất quan trọng trong bất cứ ngôn ngữ nào là đều có hết. Một lệnh rất đặc thù của bất kỳ một ngữ lập trình nào thì nó có hai dạng. Một dạng là if điều kiện, if sau đó là then nhé. À, nếu thì đấy, nếu thì đúng không? Nếu thì đây là cái lệnh. Thì nếu cái đúng thì cái lệnh là cái lệnh này. Đây là dạng là if ngắn. Còn dạng thứ hai là nếu, dạng thứ hai là nếu điều kiện là nếu dài là then thì lệnh một nhé. Ngược lại thì lệnh hai, đây là lệnh giá nhà hai lần, đúng không? Tương đương với lại là if điều kiện then lệnh, nó là else lệnh. Đấy. Được chưa? Để chúng ta viết để cho nó dễ. Lệnh có hai lệnh nhé, lệnh đợi có hai lệnh. Bây chúng ta sang tiếp theo là các lệnh lặp. Ba là các lệnh lặp. Lệnh if, lệnh lặp là những lệnh rất cơ bản trong mọi những lập trình nhé. Lệnh đợi là một này, lệnh if là hai này, lệnh nếu đấy. Lệnh thứ ba là lệnh lặp, thì ở trong Scratch nó có ba lệnh lặp tất cả, có ba lệnh nhé. Lệnh thứ nhất là lặp lặp n n là với n là một số cố định, và đây là các lệnh lặp, các lệnh cần lặp. Thì các lệnh này nó sẽ các lệnh này nó sẽ lặp đúng n lần. Đây là lặp mà theo một cái số lần lặp cố định. Lệnh này là tương đương, cái vi chéo này là tương đương với cái lệnh for ở trong các ngôn lập trình khác nhé. Lệnh for lại lệnh rất hay dùng nhé. Nhưng mà ở trong Scratch thì nó có lệnh tương với for, nhưng mà cái mô tả này là khác lệnh for, các chúng ta chú ý nhé. Lệnh thứ hai là lệnh lặp không phải với số lần cố định mà với số lần là không cố định, mà nó phụ thuộc vào một điều kiện nào đó, thì là lặp cho đến khi điều kiện, các lệnh lặp. Thế đây lệnh là lặp trước và kiểm tra điều kiện sau. Nó sẽ lặp lệnh này và lặp liên tục cho đến khi nào mà chuyện này đúng thì nó dừng lại. Đó. Được chưa?
Và cái dạng thứ ba nữa là lặp vô hạn lần, lặp vô hạn lần, lặp vô hạn, lặp vĩnh viễn, lặp vô hạn lần. Đây là cái lệnh này, đây là lệnh rất hay sử dụng luôn nhé, rất hay sử dụng. Đấy, bên cạnh lặp tiếp theo chúng ta có cái nhóm lệnh thứ tư nữa là gì, là lệnh lệnh dừng, lệnh dừng nhé, lệnh rất quan trọng, lệnh dừng, lệnh stop đấy. Lệnh stop thì nó có ba cái dạng, nó có ba cái dạng. Một là dừng tất cả, dừng toàn bộ, đây là lệnh là stop on đó, là dừng toàn bộ chương trình, dừng toàn bộ chương trình. Hai là dừng, nếu trong này đang là dịch kịch bản này, hay tôi có thể dùng từ là dùng dừng cái đoạn chương trình này, hay kịch bản này, dừng cái gì, hay dừng script hiện thời, dùng script hiện thời. Chúng ta chú ý nhá, ở trong Scratch ấy, thì trên một cái trang lập trình của một nhân vật bất bất kỳ thì nó có rất nhiều cái đoạn chương trình khác nhau. Nó thường bắt đầu bằng một cái lệnh như này, và còn các lệnh được không nào, dài như này, một cái lệnh khác ở đây dài như thế này, nó có rất nhiều các lệnh này. Thường các lệnh nhóm lệnh này bắt đầu từ một cái lệnh sự kiện nào đó, sự kiện chúng ta nháy lá cờ, hoặc là chúng ta bấm chuột, hoặc chúng ta hoặc là chúng ta bấm phím chẳng hạn. Đó. Thì như vậy là ở trong các cửa sổ lệnh thì nó có rất nhiều các đoạn chương trình này, thì mỗi cái này nó gọi là một cái script, hay là một đến gì là kịch bản. Thấy cái dùng từ kịch bản nó không không chính xác lắm, nó là một cái chương trình con, à một cái chương trình, một đoạn chương trình. Thì lệnh dừng script hiện thời là nó đang ở đây, là chúng ta lệnh này chúng ta đang ở đây thì nó chỉ dừng dừng cái này thôi, vì chúng ta lệnh dừng hiện thời nhé, thì nó dừng cái này thôi, nó stop để lại. Còn hạ các khác nó vẫn giữ nguyên, nó chạy bình thường. Đấy, rất nhiều khi chúng ta chỉ cần dừng cái hiện thời chúng đang set thôi, còn chỗ khác là nó chúng ta để nguyên nhé. Cái này khi nào dùng chúng ta thực tế chúng ta mới biết được. Cái này nó rất nhiều, rất là đa dạng ở trên trên thực tế. Một dạng thứ ba nữa là ngược lại, là dừng các nhóm lệnh khác, các cái nhóm chương trình khác, chương trình khác. Đấy. Tức là cái lệnh này là gì, là như sau, lệnh này là ở trong cái cửa sổ đây nó dừng các lệnh khác, còn bản thân này nó vẫn chạy đấy, vì ta đang có một cái nằm ở đây nhé, đây nó có cái lệnh này, đây là lệnh này, lệnh này thì nó sẽ dừng các cái khác, một cái as này, cái lệnh này này nó sẽ dừng cái này, dừng cái này, dừng hết tất cả khác ở trong cùng một nhân vật thôi nhé, cái nhân không người khác thì không. Đó, như vậy lệnh dừng, lệnh stop, nó có ba lệnh tất cả, nó có ba lệnh. Cái lệnh này là tiếng Anh của nó là stop, this, script, script. Đó. Stop this script, tức là dừng cái script này, hiện tại. Còn cái lệnh này là tiếng Anh của nó là stop other script, là nó dừng tất cả các script khác. Còn cái hiện thời thì lại không dừng. Những cái này nó ngược lại với trên này. Cái này là dừng cái hiện thời đang chạy đây, thì dừng cái này thôi, cái khác vẫn chạy. Còn cái này là cái hiện thời vẫn chạy bình thường, cái khác sẽ xóa đi. Thì khi nào dùng cái này thì ta phải tùy từng cái bài, tùy từng cái thực tế nó xảy ra. Đó, thì đây là toàn bộ tất cả những cái lệnh. Nôm na chúng ta hiểu đây là những lệnh lập trình cơ bản của Scratch. Nó rất là hay. Và chúng ta thấy là nó chúng ta phải dùng nhiều mới quen. Biết tôi sẽ mô tả cái sự tương đương, ngoài ra có một lệnh khác, ngoài ra tôi thêm là ở trong còn có thêm hai lệnh nữa ở trong liên quan đến biến thì các lệnh làm việc với biến, các lệnh làm việc với biến, để biến nó có hai lệnh tất cả thôi. Một lệnh gán, là đặt biến đặt x gì bằng 10 chẳng hạn, như vậy là
Đặt một cái tên biến bằng bằng giá trị. Thì cái lệnh này là chính là cái lệnh này. Chúng ta mà lệnh này nó nằm ở trong cái variable lệnh này này, lệnh set này cũng làm lệnh cơ bản của lập trình. Đó, này, set nhé. Còn lệnh thứ hai là cái lệnh là thay đổi giá trị. Thay đổi giá trị. Thay đổi giá trị. Là x gì bằng x gì cộng với a, a là một giá trị, một cái giá trị, một cái hàng số cho trước. Thì đây là cái lệnh nó tương đương là chính lệnh này, chính lệnh là change, change cái biến của chúng ta bind cái gì đó đấy, được chưa? Đấy thì đây là hai lệnh rất là nằm trong cái lệnh là cơ bản lập trình cơ bản của là của Scratch nhé. Đó, như vậy chúng ta thấy có năm trong những lệnh cơ bản nhé. Nhân lại này, lệnh thứ nhất là lệnh đợi, thứ hai là lệnh if, thứ ba là các lệnh lặp. Chúng ta có ba lệnh lặp tất cả. Lệnh tiếp theo là lệnh stop, nó có ba lệnh stop. Và thứ năm là các lệnh gán, thì nó có hai lệnh gán. Lệnh gán trực tiếp giá trị khi ta khởi tạo một cái biến, và lệnh thay đổi giá trị một biến. Thì như vậy cho thấy nó rất là hay đúng không nào? Thì bây giờ tôi mô tả lại một chút nhé. Thế thì ở trong các công lập trình khác ấy, chúng ta hay rất hay dùng lệnh for. Lệnh for lệnh lặp với cái điều kiện, với cái số lượng lặp là cố định. Thế nhé. Thì ở trong công lập trình hay dùng này, hay dùng lệnh for i bằng 1 to n, xong các lệnh gì đó, đủ các lệnh gì đó. Đây là lệnh rất hay gặp ở trong công lập trình khác, trong Pascal, trong C, trong Python. Thì lệnh này ở trong Scratch nó làm như nào? Thì làm như sau. Chúng ta phải tạo một cái biến là y, sau chúng ta gán, sau là y chúng ta gán bằng 1, sau chúng ta là lặp lặp n lần, lặp n lần và thiện các lệnh lệnh các lệnh là các lệnh cần làm. Sau đó chúng ta tăng y lên một đơn vị, y bằng y cộng 1. Đấy. Thì đây chính là cái đoạn lệnh ở trong viết viết trong Scratch, nó tương đương với lệnh này, tương đương với lệnh for này, nó tương đương nhau nhé. Đấy. Vậy là nó tương đương nhau. Vậy nhưng mà cái cái này nó dài hơn một chút thôi, nhưng mà chúng ta phải hiểu nó chính là như vậy. Chứ mà tạo cái biến này y, xong gắn y bằng 1, xong lập n lần, xong là ta thực lệnh, sau đó ta tăng y lên một đơn vị. Thì cái lệnh này là cái nhóm lệnh này là nó tương đương với cái lệnh for này ở trong các lập trình khác. Bây giờ chúng ta trước khi mà chúng ta làm, tôi làm thử các bạn một vài cái bài tập để chúng ta hình dung nhé. Hôm nay trên nhóm có một số bạn hỏi cái bài này, tôi sẽ xin phép tôi làm thử các bạn những cái bài ở trên nhóm, có cái bài như này trên nhóm là như sau nhé, là cái bài như thế này, là cho trước ta ta giảm cái bài tập nhé, cái bài tập đơn giản. Thì những cái bài tập mà là giải toán ấy, nhớ lại nhé, các bài tập mà liên quan đến giải toán ấy, thì chúng ta có thể là thậm chí chúng ta có thể là không cần lập trình, chúng ta giải bằng bằng chương trình viết tay ở trên trên giấy cũng được. Tức là người ta hay hay người ta gọi là giải bằng tay, hay là giải bằng 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 mã giả đấy. Thì với Scratch cũng vậy, chúng ta hoàn toàn có thể dùng mã giả để chúng ta mô tả lệnh bằng tay ở trên giấy, mà sau đó chúng ta chuyển sang lập trình được, không sao hết. Vì cái ngôn ngữ lập trình Scratch, tức là nó là hình thù, nó là các cái block lệnh này, các cái hình ảnh lệnh. Chỉ khi viết ra nó, nhiều khi nó hơi lớn hơn, mất thời gian và nó khó, và chụp ảnh nó hơi khó, rất là khó viết tay. Còn các cái phần mềm các trình khác, như là các ngôn ngữ lập trình khác như là C, Pascal, Python, chúng ta có thể viết tay được. Thì bây giờ tôi sẽ bảo các bạn có thể hoàn toàn có thể viết tay để giải toán trên ngôn ngữ lập trình Scratch được, hoàn toàn được nhé. Đấy. Mà tôi nói rồi là quan điểm của tôi là đối với học sinh tiểu học thì không nên quá sa đà vào việc giải toán, không nên quá sa đà vào những cái bài toán mà mang tính thuật toán, đặc biệt là không nên giải thuật toán cho học sinh tiểu học. Quan điểm của tôi là như vậy. Hiện nay BT đọc trẻ vì sao họ lại cứ cố tình đưa vào giải toán quá nhiều, là bởi bởi họ muốn là chấm nhanh thôi. Định của họ là muốn chấm nhanh, để muốn là ví dụ là buổi sáng thi là chiều có kết quả ngay. Còn bản thân tôi cũng tham gia vào cái việc ra đề cho tin học trẻ là 4 năm trời rồi, nhưng mà vì tôi không
Quan điểm của tôi là không xa đà vào giải toán. Tôi thiên về cái chuyện là làm phần mềm, làm chương trình, làm trò chơi cho học sinh nó thích. Thì tất cả những lần mà tôi tham gia thì cái riêng cái nhóm tiểu học là phải chấm một ngày mới xong. Như vậy là cả cái đội nó phải chờ, nhưng mà họ không thích như vậy. Và họ đã chuyển sang là giải toán cho nó nhanh, input output như vậy cho nó nhanh. Ý định của cái ban ban giám khảo của tiêu chuẩn là như vậy, nhưng mà vì chính vì cái chuyện là xa đàm giải toán quá là theo tôi là không, hoàn toàn không hợp lý. Học sinh nó không không hợp lý đối với tiểu học nha. Thì đấy là quan điểm của tôi thôi. Tôi lấy ví dụ như này nhé, cái bài buổi sáng các bạn ở trên nhóm là như này, là cho số tự nhiên n và tính tính tổng tất cả các cái số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng n mà ta có là gì, mà ta có là số đó là chia 5 dư 4. Chia 5 dư 4 thì chúng ta tổng lại, tính tổng. Đấy, thì đây là cái bài là hoàn toàn là về toán này. Đấy, hoàn toàn về toán, nó có một chút lập trình, tức là lập trình thì chúng ta hoàn toàn bài này chúng ta có thể lập trình ở trên Scratch, nhưng mà tôi nói các bạn cái cách chúng ta có thể mô tả các cái lệnh lập trình đó, vì là nó là toán mà, cho nên là chúng ta không cần không không cần phải vẽ nhân vật ra làm cái gì, mà chúng ta mô tả nó hoàn toàn trên giấy. Thì cách mô tả lệnh lệnh mà lập trình Scratch trên giấy, nó gọi nó, tôi tạo gọi nó là lập trình trên giấy, hoặc là lập trình bằng bằng pseudocode hay bằng mã giảm được nhé. Đại trên tôi nói nhé. Thì bài này có rất nhiều nhiều, nhiều cái giải khác nhau. Nhưng mà bây giờ cái bài này lại cái đòi học sinh phải giải thật nhanh để mà thời gian tính theo 1 giây cái gì, tôi thấy là nó là rất là phản khoa học, rất là phản học sinh như lắm. Quan trọng là đúng là được rồi, cần gì phải nhanh, cần gì phải là tối ưu. Cái đây là cái bài rất đơn giản mà. Nhá, thế cho nên là những cái bài như này mà là bắt học sinh phải tư duy tối ưu mà tính toán bằng thời gian bằng giây thì là đó là những cái bài sức là theo tôi là sức là sai lầm. Nhưng mà thôi được, chúng ta giải bài này nhé. Thì như ví dụ các bạn thấy cái bài này là chúng ta có thể giải theo nhiều cách khác nhau, thì có thể các bạn dạy cho học sinh là để phát cho học sinh à, bài này có cái giải như vậy hay đấy, cái giải khác là hay hơn như thế nào. Bây giờ tôi làm nhé, bây giờ tôi mô tả này, bây giờ chúng ta mô giải nó bằng bằng mã giả, bằng lập trình Scratch nhưng mà trên giấy nhé. Sau đó các bạn rất là dễ dàng mà chuyển cái bài này sang vào trong máy tính nhé. Được rồi, bây giờ tôi mô tả cách 1. Cách 1 là cách đơn giản, dễ hiểu và học sinh nào cũng có thể hiểu, dễ hiểu nhé. Và cách tiếp này hoàn toàn là có thể cho học sinh làm bình thường. Và nếu em nào làm đúng cách 1 này rồi thì theo tôi cũng là cho 10 điểm luôn mà không cần thiết phải sang cách 2, cách 3. Cách 1 là như này nhé. Mà chúng ta làm bình thường thôi. Chúng ta tạo hai cái biến là biến s thì dùng để tính cái tổng đó, thì bắt đầu đặt bằng không nhé, và cái biến k là biến chạy từ 1 cho đến n đúng không? Đấy, chúng ta để này đúng theo mình lệnh for, chúng ta gọi là for nhé. Bây giờ chúng ta làm như này, chúng ta lại lặp lặp cho đến khi là k lớn hơn n thì dừng lại. Đấy, chúng ta phải tăng k lên em nào. Thì mới làm như vậy, chúng ta làm như sau. Chúng ta kiểm tra là chúng ta lại kiểm tra là if, nếu nhé, if nếu này, nếu nếu mà k một năm bằng 4, tức là nếu mà là viết thế này là nếu mà tức là nếu mà k chia hết k chia năm dư 4 đúng nào. Nếu k mà 1 năng bằng 4 ấy, tức là k trên 5 dư 4 thì chính là k cần phải tính tổng ở đây. Thì ta s thì ta s bằng s cộng k. Đúng nào? Sau đó chúng ta biết đây là k bằng k cộng 1. Chúng ta chú ý là phải viết theo đúng cái thẳng hàng của nó nhé. Cái lặp là phải thụt vào này, nếu này, phải thụt vào này, xong rồi k cái này thẳng hàng này, cái nếu với k thẳng hàng này. Đó. Sau đó chúng ta sẽ in ra, cùng chúng ta in ra. Thì chúng ta dùng lệnh in để mình có thể dùng hay là làm thông báo, hay là thông báo s, thông báo kết quả, thông báo s, thậm chí có thể viết nhanh là print trong trong ở trong cái ở trong cái ở trong Scratch không lệnh print mà nó có lệnh save, cái lệnh lệnh đây này không có lệnh print nhưng mà nó có lệnh gì, nó có cái lệnh lệnh save, save chính lệnh với lệnh print đấy đúng không?
Đây thì đây chính là cái chương trình mô tả cái lập trình trên 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 Scratch, trên Scratch. Đây, các lệnh này là lệnh mà có thấy giống như là, chính là đây này, chính là phần này, chính là cái phần này đây. Đây, lệnh gán đây nhá. Lệnh thay đổi giá trị đây nhá. Đó. Lệnh lặp đây nhá, đây này, tôi vừa lệnh lặp đây này, lặp cho đến khi này, đó, đúng không? Thì tất cả dùng các lệnh của Scratch thôi. Đây, chúng ta mô tả. Đó. Như vậy đây là một loại chương trình mà chúng ta mô tả bằng mã giả hay mô tả các cái lệnh để giải cái bài cái bài toán này. Thế lại đây các bạn hoàn toàn có thể theo tôi hoàn toàn có thể dạy cho học sinh được. Mức độ đơn giản thôi, chính đã hiểu. Mà chú ý. Lặp này, lặp mà cho đến khi nào K thì sau đó ta vào thụt vào. Đây là hai lệnh của lệnh lặp nhé. Đó, phải thụt vào. Nó mới hợp lý, sau đó thì ta nếu trong nếu lại là thụt vào một lần nữa. Thì đây là cách mô tả các lệnh bằng 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 mã giả nó là như vậy. Bạn thấy có hiểu không? Cái này chúng ta hoàn toàn có thể chuyển sang lập trình được dễ dàng. Cách một là cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất nhé. Bây chúng ta sang cách hai. Cách hai. Cách hai là chúng ta cách hai là như sau. Cách hai chúng ta sửa lại một chút thôi. Sửa một chút thôi. Tức là cái dãy số mà cái dãy số mà chia 5 dư 4 ấy thì nó chỉ là gì? Nó chỉ là 4 này, 5 này, 9 này, đó. Nó cứ từ 4 đầu tiên sẽ cộng với gì? Cộng với 5 như vậy tiếp theo sẽ là 13, đúng không? Là cộng 14 này, tiếp theo sẽ là 19, cứ thế này. Đó. Thì như vậy chúng ta thì cái bài này chúng ta phải lập mà chúng ta phải lập gì? Cái bài này này, cái bài trên chúng ta phải lập là lập thân chữ này lập 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 là n lần. Cái bài này chúng ta sẽ lập ít hơn. Lập ít hơn, không phải là n lần nữa. Đấy, thì sẽ làm như sau này. Thì bài này chúng ta làm đơn giản như sau. Chúng ta có chiếc cái làm trên nhưng chúng ta sửa một chút thôi thì nó nhanh hơn một chút, nó tiết kiệm hơn một chút là như sau nhé. Đây, bây tôi đặt s thì bằng bằng không này, đặt k bằng một này, đặt k bằng bốn trước, k bằng bốn, được chưa? Được chưa? Và tôi làm sao? Tôi lặp 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 cho đến khi k lớn hơn n. Chúng ta ở đây là lặp trước hiện trước và kiểm tra điều kiện sau nhé, thì chúng ta viết là s bằng s cộng k, sau chúng ta tăng k lên lên 5. Đấy. Như vậy nó cộng 5 cộng 5, 4 trong 5 cộng 5 cộng 5 cộng 5 đấy, và cho chúng ta thông báo s gì? Thông báo s gì? Đó, thì đây là cái nhóm cái lệnh thứ hai cũng dễ hiểu, dễ hiểu. Chúng ta không cần phải chạy ca chạy từng mà nhảy lên từng một đơn vị một mà k tăng lên 5 đơn vị một, nó sẽ giảm bớt thời gian đi. Với cái bài trên này, bây giờ tôi thử tính thử nhé, hơn tôi tính xong để ta cho thấy là cái cách hai nó hay hơn cái một như nào, chúng ta tính sẽ làm sau. Nhưng mà cách hai cũng rất là nhanh rồi đúng không? Cách hai là cách rất nhanh. Em nào mà làm cách hai thì là quá giỏi, cũng cần làm cái một cũng đủ rồi. Với số tiểu học thì không cần thiết là phải làm cái một cách hai, cách ba gì nữa, cách một là đủ rồi. Nhưng mà hình như là một số người ở trong các cuộc thi họ thích là phải phải hay hơn nữa, là phải giỏi hơn nữa thì được 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 điểm. Thôi tư duy đó rất là sai. Đưa cái tư duy lập trình thi đấu vào cho học sinh tiểu học theo tôi là sai. Mà thôi được, chúng ta cứ làm tiếp nhé. Như vậy là cách số 2 cũng rất là hay rồi, nhưng mà chúng ta sang cách thứ ba là cách hay nhất. Cách thứ ba là cách với thời gian tính toán gần như tức thời. Cách thứ ba chúng ta sẽ phải suy luận hoàn toàn toán học, thì là phải có tư duy sâu hơn một chút nhé. Thì các bạn thấy như sau này, thì cách thứ ba chúng ta suy luận như sau nhé, suy luận như sau này, thì cái dãy mà chúng ta cần phải tính tổng đấy là 4 này, đúng không? 4 này là 9 này, à đây nhầm, đây không phải 5, đây là 4 9 nha, không có 5 đúng không? 4 9 thôi đúng không? 4 9 4 9 14 19 đúng không? 4 này, 9 này, 14 này, 19 này. Đấy. Cái dãy này. Dãy này là dãy gì? Dãy này là dãy nó có dạng là 5k 5k trừ 1. Đúng không nào? Đó thì như vậy là cái dãy này là cái dãy là dãy là dãy này là dãy nó có dạng 5 5k trừ 1. Thì bây giờ chúng ta thử xem là như vậy là đến cái vị trí cuối cùng là cái số nào? Cái số cuối cùng của dãy này mà nhỏ hơn n là số nào?
chúng ta viết thử nhé. Như vậy là chúng ta mới là chúng ta đặt là 5k trừ 1 và nhỏ hơn bằng n, thì k nó là cái gì? Cái số cuối cùng của dãy này mà nhỏ hơn bằng n là số nào? Là cái số k mà 5k trừ 1 nhỏ hơn bằng n. Được, tôi viết lại 5m đi. 5m nhé, 5m trừ 1 nhỏ hơn bằng n. Dãy là dãy cái dạng này mà. Đúng không? Thì từ đây suy ra này, từ đây suy ra là như sau. Từ đây suy ra là 5m sẽ nhỏ hơn được bằng là n cộng 1. Đúng không nào? Vậy suy ra là m nhỏ hơn được bằng là n cộng 1 trên 5. Đó. Như vậy là m, cái số lượng phần tử của dãy này là bao nhiêu? Nhỏ hơn bằng n là nó là có m phần tử. M đó nó bằng, nó tính ra công thức này, m là số số nguyên lớn tự nhiên lớn nhất nhỏ hơn bằng 5 cộng 5 n cộng 1 trên 5. Vậy từ đây suy ra ngay là gì, trong trong Scratch nó có chính là m, nó sẽ gì, nó chính là cái là phần nguyên của n cộng 1 trên 5, chính là cái hàng floor của n cộng 1 trên 5 đấy. Các bạn cái này khó một chút đấy, hiểu nào? Ở trong tin học ấy thì cái hàng floor này người ta dùng ký hiệu như này, người ta dùng ký hiệu là như này, n cộng 1 trên 5 đấy. Cái hàm này, hàm này là hàm là hàng floor này đấy, là lấy làm tròn xuống, có cái hàng làm tròn lên là như thế này, là viết như thế này. Thì ở trong sát có cả đủ hai hàm, hàm này là hàm floor này, hàm này là hàm ceiling này, ceiling hàm này này, ở trong Scratch nhé. Phần này là phần rất nâng cao rồi, chúng ta vào operator chúng ta thấy có cái hàm đây nhé. Đây thì cái hàm floor, hàm floor này là hàm làm tròn xuống, còn cái hàm này này là hàm làm tròn lên, ceiling làm tròn lên đấy. Thì ở trong trong tin học thì người ta ký hiệu cái hàm tròn xuống nó là cái này, là cái này, làm tròn lên nó là cái này. Đây là cái hàm, đây là những cái hàm rất hay dùng trong trong cái trong học máy tính. Nhưng mà cái này là đúng là phải là cấp 2, cấp 3 thì mới cần, cấp 1 thì hoàn toàn là. Được chưa? Đó. Thì như vậy là suy ra như suy ra sau suy ra cái dãy của chúng ta này, cái dãy của chúng ta là như này nhé. Cái dãy mà cần tính tổng là như này, cái dãy cần tính tổng là dãy là gì? Là 4 9 14 19 nhé. Và soạn tổng quát của nó là 5k trừ 1. Đó. Đúng không nào? 5k trừ 1. Và cái số lượng các phần tử của nó ở đây là m. Đấy, m là bằng floor n cộng 1 chia 5. Anh em m hoàn toàn có thể tính được từ cái từ từ Scratch. Bây chúng ta tính tổng nhé. Thì như vậy là cái tổng S của chúng ta theo định nghĩa nó sẽ bằng như này, nó sẽ bằng là tính tổng của, đúng không nào, tổng của 5k trừ 1 với k chạy từ 1 đến m đấy. Như thế đang là toán học. Cái này là học sinh cấp 1 sao mà hiểu được, cấp 2 chắc hiểu, cấp 3 mới hiểu được những cái này. Đấy. Đấy, được chưa? Thế bây giờ tôi với cái tính tổng thử xem nhé, cái này là cái gì? Cái này sẽ bằng như sau này. Nó sẽ bằng là, nó tách ra nó sẽ bằng là 5 này, sau đó nhân với tổng của k k từ 1 đến m, và trừ đi m, chỗ này là m đúng không? Chỗ này này là m. Đấy. Vậy nó sẽ bằng nhé. Thập định công thức tổng quát này, tổng từ 1 cho đến m nó sẽ bằng là m nhân m cộng 1 chia 2, cái này là trừ m. Đây, tính tiếp nhé. Đấy, nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là 5m bình phương cộng 5m đúng không? Trừ đi 2m chia 2. Vậy nó sẽ bằng là gì? Bằng 5m bình phương cộng 3m chia 2. Đây, đa số là chính là cái này. Được chưa? Để như vậy chúng ta làm cách 3 như sau. Cách 3 là như sau này. Cách 3 của bài toán này là làm như sau nhé. Cách 3 là như sau. À, cách 3 là như sau. Cách 3 là chúng ta tính như sau này. Chúng ta tính là chúng ta đặt M bằng floor của N cộng 1. Đây. Cái này. Bằng floor của N cộng 1 chia 5. Đúng không nào? Chúng ta làm của N cộng 1 chia 5. Và chúng ta đặt S sẽ bằng cái đó, nó sẽ bằng là 5m bình phương cộng 3m chia 2 và thông báo m.
thằng bằng em này. Đấy, thì đây là cách 3. Thấy không nhỉ? Nhưng bài này cho thấy chúng ta có thể làm bằng 3 cách. Bây giờ tôi thử tính thử cho em thời gian chạy là như nào nhé. Cách 1 nhé. Khi mà ta tính thời gian ấy, ứng lượng ấy, thì mỗi một phép tính người ta tính coi như một là tính là một đơn vị thời gian. Thì tôi tính thử nhé, hai cái này này, hai cái này này là tính là hai đơn vị thời gian. Cái thông báo này là một đơn vị thời gian. Còn cái chỗ này này là lặp, nó lặp lặp n lần, có n lần lặp, n bước lặp, n bước lặp, được chưa? Bước lặp của nó là cái chỗ cái dòng này này, dòng này là tính là hai, là hai lệnh này, một hai lệnh, con này là ba lệnh, như vậy tổng cộng là một là ba. Đấy. Như vậy suy ra là cái tổng thời gian này, cái thời gian như sau này, cái thời gian cái time này, bằng 2 cộng 1 là 3 này, 3 cộng với đây là 3 cộng mai n. Như vậy cái thời gian chạy của cái màn này nó là xấp xỉ là 3 nhân với 3, 3 cộng 3 n, được chưa? Bây giờ chúng ta tính cách 2. Cách 2 thì chỗ này của nó là hai đơn vị thời gian, cái chỗ này là một đơn vị thời gian. Cái chỗ này không phải là n, chỗ lập chỗ này chỉ là n chia 5 thôi. Chỗ này nó là hai bước nữa, vậy suy ra cái tổng thời gian nó bằng gì? Nó bằng đây là hai, đây là hai nhé, chỗ này là ba, tổng thời gian là bằng là ba cộng với hai n chia 5. Đấy. Như vậy là cái thời gian chạy của cách 2 là 3 cộng 2 n chia 5, nó cũng nhanh hơn khá nhiều so với anh này. Anh này là 3 n cơ, anh này là 2 n nhưng mà chia 5 nó nhỏ hơn. Còn cách thứ ba này thì các bạn thấy nó rất là nhanh. Cách thứ ba này một đơn vị nó sẽ bằng 3. Như vậy cái thời gian chạy của anh này là một hằng số, không thuộc về n luôn. Đấy. Nhưng mà bạn thấy cách thứ ba này ở trong 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 cái tư duy, trong cái ngôn ngữ của khoa máy tính ấy, thì người ta gọi cái này là thời gian, là thời gian hằng số, thời gian hằng số là nhanh nhất luôn, thời gian hằng số. Cũng hiểu cái bài này là cái bài này là cái bài mà tác giả của nó lại ý muốn là học sinh phải làm cách nào thì mới được điểm tối đa, tôi không rõ. Nhưng mà cái bài này mà cho học sinh tính 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 điểm theo thời gian thì rất là phản khoa học. Theo tôi bài này cách một là rất rất tốt rồi, làm đúng cách một là được 10 điểm rồi, không cần cách nào nữa. Là cách 2 thì càng tốt đặc biệt, còn cách 3 thì không yêu cầu. Cách 3 là em nào em biết rồi thì em dùng thì em làm thôi, còn cách 3 là cách vượt vượt chương trình rất là nhiều, phải vượt cái chương trình, phải lên tận là lên tận cấp 3 thì mới hiểu cách 3 được. Đấy. Đấy các bạn thấy, nhưng mà tôi vừa mới cho các bạn làm thử một cái bài đơn giản về mặt giải toán thôi, để thấy rằng là thật ra là học lập trình SCRATCH cho tiểu học thì có thể làm giải toán không được. Thế là từ xưa nay thì trong các đề thi tin học trẻ bao giờ trong chương trình bao giờ là các cái dạng bài mà để cho sinh tiểu học làm ấy, nó có ba dạng bài. Một dạng bài là thông với là cái dạng bài là dùng để vẽ hình, học sinh rất thích vẽ hình. Dạng thứ hai là các là dùng để giải toán, để áp dụng giải toán ở mức độ đơn giản thôi, không cần yêu cầu thuật toán, không cần yêu cầu tính toán thời gian đầu ra đầu vào. Và cái dạng thứ ba là dạng làm chương trình game, làm chương trình tương tác, làm mô phỏng. Thì cái loại bài thứ ba mới là dạng theo tôi là dạng dạng cái bài mà hay nhất của Scratch luôn. Đây thì hiện nay là cái trường thi học trẻ của nhà nước là nó bỏ đi, mà là trung đoàn nó bỏ đi cái phần vẽ hình, và nó bỏ đi cái phần thứ ba, nó rất là dở. Các đề thứ ba này nó không ra đề hay mà đều là đề trò chơi đơn giản, và họ tập trung chính vào cái giải toán, mà tập trung chính vào cái dạng bài là input output, thì nó theo tôi là nó rất là sai, nó rất là sai và định hướng. Nhưng sau này họ thay đổi hay không thì không biết, nhưng tới giờ phút này họ không thay đổi đó. Thì như vậy là tôi vừa ghi, như vậy xưa như vậy xưa ra là chúng ta hoàn toàn có thể giải toán được ở trên Scratch, và chúng ta hoàn toàn có thể dùng các cái lệnh lập trình Scratch như là một cái lập trình khác. Đấy, như tôi mô tả ở đây. Đây là có thể mô tả như là một cái chúng ta dùng viết bằng tay được. Như vậy là với việc giải toán, chúng ta hoàn toàn là giải tay ở trên máy tính được, trên giấy được. Sau chúng ta chuyển sang máy tính, hoàn toàn tương đương nhau nhé. Các bạn thấy rõ rồi nhé. Rồi, thế đó là cái phần mà đầu bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo, là tôi sẽ áp dụng cái phần đó. Chúng ta sử dụng linh hoạt những cái này để chúng ta làm ra những cái phần mềm là đơn giản. Thì hôm nay tôi muốn nói các bạn có hai cái ý. Tôi nói rồi,
Tức là chúng ta có điều mà chúng ta điều khiển nhân vật bằng cái gì? Thì trước là chúng ta điều khiển nhân vật là chỉ điều khiển nhân vật, nó không chính xác lắm, nó không rõ, nó chỉ tự động tự chạy, nhưng bây chúng ta có thể tác động từ bên ngoài và để điều khiển nhân vật từ bên ngoài vào bằng hai cách. Một là chúng ta dùng chuột để mà điều khiển nhân vật. Hai là dùng bàn phím. Bàn phím. Được nhé. Thì đối với bàn phím như sau. Ở trong cái nhóm mà này tự làm ở trong cái nhóm event thì nó có hai cái lệnh sau đây. Cái lệnh này là chính là cái là sự kiện chúng ta bấm bấm phím. Thì đây đây là sự kiện dùng bàn phím để mà điều khiển nhân vật. Tốt. Tiếp theo lệnh này, đây là lệnh là cái sự kiện là khi chúng ta nháy chuột lên một nháy chuột lên bản thân cái con nhân vật đó điều khiển được. Nó là đầu, nó là lệnh đầu tiên, lệnh sự kiện mà. Đó. À, đây nhưng mà đây là lệnh là nháy chuột lên nhân vật để điều khiển, cái này chúng ta đã lập trình từ 10 hôm trước rồi. Lệnh này chúng ta cũng đã dùng rồi. Hôm nay chúng ta sẽ làm khác một chút thôi. Bây giờ tôi sẽ nói tiếp sang là và ngoài ra khi chúng ta nháy chuột lên 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 bên ngoài thì sao nhỉ? Thì điều khiển bằng cái gì? Đây, thì chúng ta chú ý trong sân khấu, chúng ta vào sân khấu thì sân khấu nó có một lệnh đặc biệt như sao? Nó có lệnh là on stage click. Đây là cái lệnh chúng ta nháy chuột lên sân khấu. Đó. Như vậy là cái lệnh này lệnh này là lệnh điều khiển khi chúng ta nháy chuột lên sân khấu đó, nhưng mà nó nằm ở sân khấu chứ không nằm ở trên trên cái con mèo này. Trong con nhân vật con mèo này nó không có cái lệnh đó cho nên rất là khó. Mà tuy nhiên ba lệnh đó, đây là một này, đây là hai này, và đây là ba, thì ba lệnh này giúp chúng ta là có thể điều khiển nhân vật bằng chuột được rồi. Thì bây giờ tôi cùng các bạn chúng ta làm thử nhé, để chúng ta làm thử một cái bài, một số các bài bia này nhé. Bây giờ tôi làm cái bài như sau này. Con mèo ở đây nhé. Đơn giản thôi, bây giờ tôi muốn là khi tôi nháy chuột đây này. Nháy ở đâu thì con mèo nó xoay về hướng chuột. Làm được không? Đó. Hôm cái lần trước tôi mô tả các bạn cái lệnh là chúng ta di chuyển chuột tới đâu thì mèo nó xoay về đó, thì được rồi, chúng ta biết rồi, chúng ta nhớ lại nhé. Bây giờ làm lệnh bài nhất này. Chúng ta là chúng ta di chuyển chuột tới đâu và mèo xoay về hướng đó. Đây. Chúng ta làm rồi đấy. Các bạn quên rồi đây này. Đây nhé. À, bây giờ chúng ta cho vào cái vòng lọc là vĩnh viễn đây nhé. Đó, và mèo luôn nhìn về hướng chuột, hẳn một lệnh riêng, hẳn cái lệnh là lệnh point towards. Đây đây lệnh là mèo nhìn về con chuột. Đây chúng ta đưa vào đây đấy, bắt đầu này đấy. Chúng ta di chuyển chuột, mèo luôn luôn là quay về hướng chuột, thấy không nào? Đây là cái lệnh là mèo điều khiển, là mèo là luôn di chuyển, luôn quay về hướng con chuột của chúng ta đấy. Rất là hay, cái bài này rất đơn giản, rất là hay, những ý này rất là hay luôn đấy. Điều này tôi ghi lại thành cái bài hôm nay đi, thành cái bài quan trọng mà chúng ta chú ý nhé. À, hôm nay là cái bài, hôm nay là cái chương trình, hôm nay là cái gì? Này, lớp chúng ta là lớp nào? Quên rồi, để thực hành. Thực à, không phải, đúng không? Hôm nay là bài số 6 rồi đấy. Bài số 6 về mặt thứ tự. Còn chúng ta có ở chương 4. B6 nhá, B6 này. Thì cái bài này là bài là điều khiển nhân vật. Đây, bài này vì nó ngắn nhưng mà nó quan trọng. Nhân vật luôn luôn quay về hướng con đấy, quan trọng nhé. Rồi. Chúng ta làm sang bài số 2. Bài số 2 là như này. Bây giờ không phải là tôi chỉ muốn tôi nháy chuột thì mèo mới xoay về con trỏ chuột thôi. Còn di chuyển nó không cần còn xoay. Làm thế nào? Cái này rất là hay, rất hay dùng thực tế đấy. Chúng ta mô tả các hai người như cái có nhiều lắm, như mô tả khẩu súng này. Khẩu súng chúng ta nháy chuột thì khẩu súng nó hướng về cái con trỏ chuột, chúng ta sẽ dùng chuột ta điều khiển để xoay cái khẩu súng nó về cái hướng mà chúng ta muốn điều khiển để bắn cho ta bắn súng chẳng hạn. Đây mô tả đơn giản thôi là chúng ta nháy chuột ở đâu thì con mèo nó sẽ xoay về cái hướng con chuột đó, về hướng con trỏ chuột nhé. Bấm đây nó xoay về đây, bấm đây xoay về đây đó. Thì làm thế nào? Đấy, thì bây giờ chúng ta làm bài này và chúng ta sẽ áp dụng cái bài này, chúng ta sẽ đây thì chúng ta nhấn chuột ở bên ngoài này. Thì chú ý
thì con mèo không nhận biết được đấy, không trong cái nhóm lệnh sự kiện này nó không có đây các bạn, tiếng Việt cho chúng ta mình nhiều bạn có thể không thích không biết tiếng Anh thì ta dùng tiếng Việt. Ở trong những sự kiện nó trong đấy nó không có cái lệnh nào mà để nhận biết được là cho ta nháy lên sân khấu, không có, mà chỉ có ở đây thôi, ở trong sân khấu thôi thì được. Đấy, thì làm thế nào bây giờ? Thì đây là một cái rất hay, tức là chúng ta nháy chuột lên sân khấu thì sân khấu nhận biết được, và sân khấu sẽ truyền cho con mèo thông qua một cái biến đấy. Thì bây giờ chúng ta mô tả cái đó nhé. Đây, và tôi làm luôn cái bài này nhé. Bây giờ như thế này, bài của chúng ta là như sau này. Đây thôi được, tôi cứ làm bằng cái bài tập như này đã nhé. Đây, bây giờ tôi làm bài tập như sau này. Chương trình dành cho tôi nháy chuột ở đâu trên màn hình thì con mèo nó sẽ hướng về phía đó. Mà cái việc nháy chuột lên màn hình này thì con mèo nó không nhận biết được thông qua lệnh trực tiếp, mà chỉ có là sân khấu thôi. Đó thì tôi phải dùng cái biến nhớ, thì tôi sẽ thay đổi làm như sau. Bây giờ tôi tạo cái biến nhớ, tạo cái biến nó có tên là clip chẳng hạn. Biến này là như sau nhé, cái biến này là như sau này. Cái biến này có ý nghĩa là như này, nó bằng không, nó bằng không khi mà chúng ta không nhấn chuột. Khi nhấn chuột vào thì nó sẽ là một. Đây, tạo cái biến có tên là, biến này có ý nghĩa sao, là có ý nghĩa là chúng ta khi chúng ta nháy chuột lên trên màn hình nhé thì nó biến thành một, còn là không thì nó không không nó không không nó không, không cho chưa nháy nó là không, được chưa? Rồi, thế bây giờ như sau nhé. Đây, thế bây giờ tôi đây vì này nhé. Đây, bây giờ là sân khấu đây. Thì ban đầu tôi lập trình cho sân khấu trước nhé. Thì ban đầu đây, ban đầu khi mà chúng ta vào chương trình thì chúng ta đặt cho cái biến số đó, cái biến click đó đặt bằng không, được chưa? Bây giờ khi chúng ta mà nháy chuột lên màn hình, đó, lên màn hình nhé, thì kia ở trong sân khấu thì cái sự kiện này nó sẽ được nhận, đó, được nhận. Và cái đó thì chúng ta làm như sau, chúng ta đặt cái biến click để bằng một, đó, đặt bằng một, thì như vậy là mèo sẽ nhận được, nhận được một là đấy, là một là nó là chúng ta nháy nháy chuột đó thì mèo biết, và mèo sẽ dùng cái biến này để xử lý, được chưa? Rồi, thì mình chúng ta lập trình sang cho mèo này. Đây là lập trình sang cho lập trình cho sân khấu nhé, cho mèo này. Đây, cho mèo nhé. Chúng ta vào đây. Làm như sau này. Mèo sẽ phải luôn phải chờ cho đến khi mà cái click nó bằng một thì thôi. Như vậy mèo ở đây mèo sẽ phải luôn là vào phòng phòng lọc là liên tục và luôn là chờ nhé. Luôn luôn là chờ. Chờ như nào? Mèo sẽ chờ, mèo sẽ mà dùng cái lệnh là wait until, lệnh là chờ đợi cho đến khi, đấy, mèo luôn chờ, mèo chờ cho đến khi mà click bằng một thì mèo mới xoay về cái hướng của con trỏ chuột, được chưa? Cho điều vào đây, mèo sẽ đợi cho đến khi gì? Cho đến khi mà cái biến click như này nó bằng một là chúng ta vừa nháy xong. Phải đợi cho đến khi gì? Đợi cho đến khi mà chúng ta vào phép toán. Chúng ta vào đợi cho đến khi mà đây, cho đến khi mà click này này nó bằng một, đó, thấy không nào? Nhưng mà trong vòng lặp for vẫn là đợi nhé, đợi cho đến khi mà click bằng một là chứng tỏ lúc lúc đó là lúc gì, là lúc mà chúng ta nhấn chuột đó thì mình sẽ nhìn ngay về phía con trỏ chuột nhé. Mèo lệnh chúng ta này, chúng ta lệnh này, chúng ta dùng lệnh là mèo sẽ luôn là xoay về hướng đấy, hướng về đối tượng con trỏ chuột. Nhưng mà tôi muốn là vòng lặp lại nó không bị lại nữa, nhưng mà tôi phải ngay khi mà phí vào đây rồi tôi phải đặt ngay, tôi đặt lại ngay là click đặt ngay bằng không, lại quay về trạng thái gốc là lại bằng không đó, không có này là không được nhé. Bằng không thì đợi, để đợi khi chúng ta vào nháy chuột thì nó lại ở đây, nó lại bằng một ở đây, được chưa? Đó, các bạn có hiểu không? Cái này là một rất là nhỏ thôi nhưng mà rất là, chuyện này là rất là tế nhị, rất là hay nhé, rất là sâu sắc đấy. Đấy. Chúng ta nhấn chuột này, bấm vào đây nhé, bắt đầu này. Đang thấy không nào? Nhấn chuột này. Đó. Nhấn thấy không nào? Bị cho hay hơn tôi để cho nhấn chuột tôi thành tiếng kêu pop cho nó hay nhé. Khi chúng ta nhấn chuột này, chúng ta đặt cái âm thanh là pop vào đây. Nó rất hay. Đó. Bắt đầu nhé. Này.
Đó. Thấy con nào? Đấy. Như vậy chúng ta nhánh chuột thì điều khiển được con mèo. Đó. Để cho chúng lên sân khấu nhé. Thì là mèo lại không nhận được cái tín hiệu là nhánh chuột lên sân khấu mà sân khấu nhận được thôi. Chúng ta phải dùng một cái mà phải dùng một cái gì? Phải dùng một cái phải dùng một cái biến trung gian là biến tên là click, được chưa? Đó. Bạn thấy rất là hay không nào? Cái bài này nó rất là ngắn thôi nhưng mà nó rất là hay đấy, rất là sâu sắc. Các bạn nhớ cái này nhớ. Cái này dùng cho rất nhiều trường hợp khác nhau. Nhé. Bài này tôi ghi lại là bài số 2 nhé. Cái bài rất rất là hay. À, bài này là bài số 2 là điều khiển nhân vật nhảy lên sân khấu. Đó. Được rồi, thì bây chúng ta cùng nhau làm một bài tập mà hay hay như này nhé. Đây. Bài tập như này, bây giờ một cái bài khác này. Đây mà bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng một con chim vẹt bay từ trái sang phải màn hình và liên tục quay về bên trái và bay bay ngang, nhưng mà nếu chúng ta điều khiển nó bằng bàn phím hoặc là bằng chuột thì nó sẽ bay lên bay xuống. Ta nhấn chuột lên trên thì nó bay lên trên, nhấn chuột xuống dưới nó bay xuống, nhấn chuột sang bên trái thì nó quay bên trái, nhấn sang bên phải nó quay sang bên phải. Và chúng ta bấm phím lên thì nó đi lên, bấm phím xuống thì nó xuống. Và mô tả con mèo con vẹt bay qua ngang màn hình nhé. Đó là một mô tả một mô phỏng cái mô tả một cảnh là điều khiển con vẹt bay qua màn hình nhé. Chúng ta làm thử này. Đây thì chúng ta tìm con vẹt nhé. Vẹt đâu rồi? Đây. Đây, con vẹt nhé. Đó. Bây giờ hay ho chúng ta thêm vào đây một cái chúng ta thêm vào đây một cái hình sinh đây. Để con vẹt ở đây nhé. Nó thì chúng ta mô tả này, ban đầu bài như sau này. Chúng ta muốn là tôi muốn là cái bấm phím space thì nó bắt đầu nó chạy, còn để bắt đầu nó đứng yên một chỗ nhé. Như này, phím space là để điều khiển bắt đầu trò chơi là con vẹt là nó bay. Khi ta bấm phím lên thì nó lên, bấm phím xuống nó sẽ xuống, được chưa? Và bấm bấm chuột nó sẽ con mèo nó sẽ lên xuống theo cái hướng mà chúng ta nhánh nhánh chuột lên màn hình. Đấy. Thì bây giờ tôi mô tả cái ban đầu đã nhé. Đây, vị trí ban đầu của con vẹt đấy nhé, đây này. Tôi muốn cho nó nhỏ lại, thì để hơi to quá, tôi nó cho nó về thì kích thước đặt lại là 50% thôi nhé, 50% nhé. Bạn xem mà cái bài đơn giản thôi nhưng mà rất là hay nhé, 50%. Rồi sau đó tôi muốn là gì về con vẹt này là nó không bao giờ nó quay lộn ngược lên, chứ tôi đặt cho nó cái hướng kiểu xoay là phải trái đó. Mặc định ban đầu nó sẽ xoay bên phải, ban đầu tôi đặt cho nó là gì, là đặt hướng bằng 90 độ đúng không nào, và cho nó nằm ở vị trí chính giữa màn hình. Đây vị trí đó là 0 0, ban đầu nằm ở đây nhé. Đây và bấm phím space thì nó bắt đầu nó chuyển động. Đây tôi vào cái sự kiện và cái chuyện là khi tôi bấm phím trắng ấy, là phím space nhé, thì mà vẹt bắt đầu chuyển động bay sang bên phải, luôn luôn là bay về phía trước nhé. Đây tôi điều khiển bằng cái liên tục, tức là forever nhé. Mèo nó sẽ di chuyển về phía trước với một cái vận tốc là với cái vận tốc nó là 4 chẳng hạn nhé. Và nếu gặp cạnh phải thì quay về bên trái. Đây tôi vào lệnh này, bạn chú ý những lệnh là rất hay dùng nhé. Con mèo nó di chuyển về bên phải, gặp cạnh phải thì nó lùi về bên trái. Tôi dùng lệnh if này. Nếu nhé, nếu mà cái tốc độ y của nó mà x gì mà vượt quá 240 thì được đặt lại bằng âm 240. Dùng lệnh này, dùng cái lệnh là lớn hơn này, cái so sánh lớn hơn nhé. Đây nếu mà tọa độ x gì của con vẹt, đây x gì đây con vẹt mà lớn hơn 240, tức là nó gặp bên phải đó, đó. Lại dùng cái lệnh là đặt x bằng
x thì lại bằng là gì? Bằng là trừ 240. Đó, để di chuyển nhé. Bây giờ tôi muốn là mô tả cái việc đập cánh của nó. Tôi làm lệnh mới hẳn cho nó hay hơn. Tôi bấm nhân bản sang bên này nhé. Đây, tôi bỏ cái này ra. Và tôi cho nó như sau. Tôi cho nó một cái lệnh là chuyển sang trang phục tiếp theo. Nhưng mà tôi muốn cho nó chờ một tí để cho nó hay hay. Chờ đây, đợi một tí. Cho nó dự đợi là 0.5 chẳng hạn. Đó. Rồi nhá, sẽ được không nhất đây này. Bấm chuột phải này, bấm space này. Đấy. Vận tốc này là hợp lý nhé. Đó, thì như con vẹt nó chuyển động như thế này. Để nguyên nó chạy mãi như này. Bây tôi muốn điều khiển gì? Điều khiển khi tôi bấm chuột là bấm phím mũi tên lên thì nó sẽ lên, bấm mũi tên xuống nó sẽ xuống. Làm được không? Hoàn toàn làm được. Chúng ta vào sự kiện và chúng ta kéo cái thanh bấm phím này ra. Đó. Nhé. Đây chúng ta nó phím là phím lên này, mũi tên lên này. Đấy. Còn đây là mũi tên xuống này. Xuống nhé. Đây. Thì muốn lên là nào chúng ta chỉ nâng y lên thôi. Chúng ta nâng tọa độ y nó cho vào chuyển động, chúng ta dùng cái lệnh là thay đổi y. Đúng rồi. Cái lệnh là lệnh này. Lệnh là thay đổi y. Đấy. Thay đổi y một cái lượng ví dụ như là 5 thôi, 5. Còn mà phím xuống chúng ta đặt là thay đổi y một cái lượng là trừ 5 chẳng hạn thì nó sẽ xuống trừ 5. Đó. Để cho lên nhé. Lên này. Mũi tên lên. Chú chạy. Đây nhá. Đấy, lên ha. Xuống, đấy, xuống nhá. Lên này. Đấy, xuống này. Đấy. Đấy, chúng ta bấm phím lên xuống nó sẽ xuống nhé. Đó. Đây là cái lệnh là làm điều khiển nhân vật bằng bàn bàn phím. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi làm thêm một nữa. Tôi muốn là khi tôi nháy chuột tới đâu thì con này nó sẽ hướng về con chuột và nó sẽ chạy đi một đoạn. Để nó hướng về con chuột. Đấy, thì có làm được không? Hướng về con chuột thôi. Làm như sau. Chúng ta lại phải làm gì? Chúng ta phải tạo một cái biến có tên là click. Chúng ta vào sân khấu nhá. Đó. Sân khấu này thì mặc định đây, chúng ta tạo một cái biến nó có tên là click. Biến này là dùng để mà điều khiển khi chúng ta nhấn được trên màn hình. Ban đầu là đặt click nó bằng 0 ban đầu. Khi mà chúng ta mà nháy chuột lên phông nền này này, chuột bên ngoài thì chúng ta đặt cái click này bằng bằng 1. Đó, bằng 1. Giờ chúng ta sẽ chuyển sang điều khiển con này. Đó. Gửi như sau này. Chúng ta vào lệnh này, vẫn vào lệnh này thôi, vào cái lệnh là khi chúng ta bấm phím space thôi, space nhé, đó, chúng ta điều khiển như thế này, đó, đó. Thì nếu mà nhận biết được là nháy chuột, cho là lệnh sao, chúng ta làm lại là lệnh này, chúng ta sẽ phải liên tục chúng ta chờ, chờ cho đến khi biến click bằng 1, chúng ta dùng lệnh là wait until, chúng ta dùng lệnh là điều khiển, dùng lệnh chờ. Đợi đến khi mà biến click nó bằng 1 thì chúng ta điều khiển đây đây nhé, đợi đợi này à, đợi cho đến khi mà cái biến click nó bằng 1 đó, chúng ta chỉ được là xoay nhân vật này nó về phía con trỏ chuột là được đó. Và chú ý là khi mà xoay xong một cái thì lập tức là phải đặt lại nó bằng 1 bằng 0, đặt là cái biến click bằng 0 để chúng ta bảo đảm rằng là nó sẽ để nó chờ nó để nó đón được cái để nó đón được cái lần sau đấy, được chưa nào? Vậy thêm đoạn này nữa vào để điều khiển nhân vật con này nó bằng 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 chuột đấy, ra thử nhé, phóng to này, bắt đầu bấm space bắt đầu này, bấm bấm phím nhé, phím lên này, phím xuống này, bấm chuột này. Đấy, thấy không nào? Nó sau sau này. Xuống này. Bên này này, đấy. Bấm chuột này. Đấy, thấy không nào? Như vậy là rất là hay. Chúng ta có thể điều khiển nhân vật này nó chạy vô tư đi. Đấy. Các bạn thấy như vậy là đây là một cách chúng ta có thể dùng cái thấy không nào? Đấy, chúng ta thấy như vậy.
Mình ta ghi này, đây là ví dụ khác nữa để chúng ta điều khiển nhân vật bằng chuột và bằng bàn phím. Đó là những này rất là hay. Đây. Nào, như cái bài này là bài số 3 đúng không? Bài số 3 là điều khiển chim bay. Điều khiển bay bằng chuột. Bằng chuột. Và bàn phím nhé. Cái bài như này là cái bài nó nhỏ như này là rất là hay, học sinh nó rất là học sinh học được rất là thích. Thì kỹ thuật này các bạn chú ý là dùng như vậy là nhắc lại này, nhắc lại một lần nữa là bản thân nhân vật thì nó không nhận biết được cái trạng thái chúng ta nhấn chuột ở trên màn hình, mà chúng ta phải thông qua sân khấu. Ở cái bài này thì chúng ta phải dùng 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 cái phím dùng cái biến gọi là biến click gì đó chúng ta mô tả. Thì sang đến buổi sau thì chúng ta sẽ sang học thêm một công cụ mới nữa, thì chúng ta lúc đi chúng ta tha hồ điều khiển trực tiếp bằng chuột bằng phím thoải mái ở buổi sau. Hôm nay chỉ dừng lại ở đây thôi nhé. Tức là hôm nay là cái buổi mà tôi muốn cho các bạn thấy là chúng ta ôn tập lại các cái lệnh điều khiển chính của Scratch, và đây chính là các cái lệnh mà là nôm na cái lập trình Scratch, chúng ta chú ý nhé. Và như vậy sau buổi hôm nay thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể là mô tả lời giải của các bài toán bằng phương pháp tin học dùng lập trình Scratch như bình thường. Nhưng mà tôi nói lại lại rồi là đối với sinh tiểu học thì chỉ cần làm những bài rất hết sức là đơn giản, rất đơn giản thì làm được, còn không như của học sinh giải những cái bài toán khó, đặc biệt là giải những cái bài toán mang tính thuật toán, mang tính tối ưu, rồi tính tính làm sao là tối ưu thì bảo tính thời gian nhanh, tất cả cái đó đều rất là phản, để theo tôi là theo cá nhân tôi là rất là phản khoa học, chỉ làm bài toán đơn giản thôi thì được đấy. Đây bây giờ tôi có lẽ có ít thời gian tôi mô tả nhanh cho các bạn một cái bài này nhé, một cái bài này, cái bài mà ở trên lớp một số bạn cũng hỏi. Bây giờ tôi copy cái bài này sang. Cái bài này có cái bài là như thế này, để tôi một chút. Của hôm nọ trên mà trên lớp của mình ấy, có một cái bạn mà hỏi là như thế này, thì này tôi cùng các bạn chúng ta sẽ đây. Không có các bạn mà hỏi về cái này. Đây. Đúng không nào? Đây. Trăm trâu trăm cỏ, trâu đứng ăn nằm. Ăn năm trâu nằm ăn ba, lũ cụ trâu già ba con một bó. Hỏi có bao nhiêu trâu đứng, bao nhiêu trâu nằm, bao nhiêu trâu già. Đây là cái bài toán đố hoàn toàn là cho học sinh tiểu học. Thật ra cũng hơi khó một tí nhưng mà được, làm cũng được, học sinh giỏi ở tiểu học làm ở trên trên giấy thì rất là ok, và cái máy tính hơi hơi phức tạp một chút. Cái bài này mà theo tôi cũng tạm được, theo tôi cũng tạm được. Thế cái bài này là những cái bài mà nó mang tính là gì, nó mang tính là giải, đưa cái bài này về giải giải một cái phương trình thôi, giải phương trình. Hồi trước tôi nói về cách cách chúng ta giải phương trình như thế nào, hôm nay tôi làm lại với cái bài này cho thấy nhé, là chúng ta hoàn toàn có thể làm là bằng tay cái bài này, làm trên giấy thôi, viết lệnh trên giấy sau đó cho nó chuyển sang lập trình được. Cái này mà làm tự như vậy, làm ở trên lập trình khác rất là dễ, làm trên Pascal, làm trên Python dễ, nhưng mà tôi mô tả nó ở trên Scratch nhé. Đây bên này là thuần một cái bài hoàn toàn là về 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 toán nhé. Bây giờ tôi làm như sau nhé, bây giờ cùng gọi làm nhanh này. Đây thì bây giờ tôi gọi t nhé, châu đứng này là số lượng con châu đứng này đúng không, châu nằm là tn này, và trâu già là đây là số lượng các con trâu, số lượng các con trâu đứng này chúng ta biết là TD nhé, nằm là chúng ta biết là trâu nằm là TN, và già là kia là được chưa. Thì theo điều kiện được bài là gì, là có là trăm trâu trăm cỏ, như vậy ta có là một là TD cộng với TN cộng với TG là bằng 100 đúng không, thế đây là một phương trình đầu tiên đó. Đấy, kiểu thực hiện đây là một nhé. Đó. Điều tiếp theo gì? Châu đứng ăn năm, tức là một châu đứng là một châu đứng nó ăn năm cái bó cỏ. Châu nằm ăn ba cái bó cỏ. Còn châu ba con ăn một con bó, như vậy là ba con châu già ăn được ăn được một bó cỏ. Như vậy là cái số lượng bó cỏ là như sau. Châu đứng là năm, như vậy là năm năm châu đứng.
là ăn đây số lượng bao cỏ mà chưa đứng ăn. À, trâu nằm là ba, như vậy là ba mỗi con trâu nằm là ăn ba bao cỏ, nhưng mà số lượng cỏ mà trâu nằm ăn là ba, cộng một trâu già thì là phải chia cho ba, vì là nó ta có là tg chia ba đấy bằng 100. Đấy, đây là cái phương trình thứ hai. Đấy, như vậy ta có hai phương trình, mà cái bài này là giải phương trình thôi, giải hệ phương trình nó có hai phương trình mà nó có ba ẩn cơ. Biết tôi là sao, tôi biết tôi muốn tôi sẽ thu gọn về, thu gọn về để tôi cho nó dễ hơn, tôi làm như sau nhé. Bây giờ tôi đặt cái châu già này mà chia cho ba là bằng g thôi, nên cho nên đỡ phải. Nhưng mà cái châu già là số chia cho ba đặt bằng g nhé, thì cái một hai tôi viết lại như sau. Viết là châu đứng này cộng với châu nằm này cộng với 3g luôn, 3g bằng 100 tỷ lệ. Như vậy như này thì suy ra là cái châu già này nó bằng là 3g đúng không nào? Đấy. 3g. Đây chỉ là cái 1. Đây là cái 1 phẩy nhé. Cái 2 ta suy ra là gì? Suy ra sẽ là 5 châu đứng cộng với 3 châu nằm cộng với g bằng 100. Đây là cái phương trình 2 phẩy. Đấy. 2 phẩy. Tôi giải cái này thôi. Bây giờ tôi lấy cái 2 phẩy tôi nhân với 5 và tôi trừ đi cái 1 phẩy thì ra cái gì? Tôi sẽ ra cái gì nhá. Thì ra này. Cái 5 chỗ đứng đây này, 5 chỗ đứng sẽ nhân 3 sẽ là 15, 15 trừ lên trên còn 14, thì còn là 14 chỗ đứng này cộng với 3 chỗ nằm nhân với 5 là nhân với 3, tôi sẽ lại nhân 3 chứ phải nhân 5 nhân 3 nhé, nhân 3 thôi. 3 chỗ nằm nhân với 3 là 9, 9 9 trừ 1 còn 8, còn 8 chỗ nằm. Đấy, còn 3g 3g trừ 3g là hết. Đấy, sẽ bằng là 200 trừ 100 sẽ là đây là còn 200. 300 trừ 100 còn 200. Đây chính là cái số 3 nhé. Nhắc lại này. Ta có là 5 châu 5 5 châu 5 5 5 5 châu đứng nhân với 3 trừ đi 1 còn là 14. 3 châu nằm nhân với 3 là 9 trừ 1 còn 8. Còn đây là nhân với 3 trừ 3 là hết, cho là mất đi, còn đây là 2 3 nhân 300 trừ 100 là 200. Bây giờ có cái phương trình là số 3 này. Và tôi chia 2 ra còn có 7 châu đứng cộng với 4 châu nằm bằng 100. Vậy ta có thêm một phương trình nữa nhé. Thì này là 4. Đấy. Bây giờ tôi chỉ giải cái phương trình 4 thôi. Giải phương trình 4. Và sau đó tôi sẽ từ cái phương trình này bắt đầu tiên tôi sẽ ra nhé. Như vậy bài tập của chúng ta là như sau. Bài dẫn đến cái gì là ta giải như sau. Dẫn đến giải hệ sau bên này. 7TD 4TN bằng 1 bằng 100 và TD cộng TN cộng TG bằng 100. Đúng. Hai cái này thôi. Tôi dẫn về hai cái này. Đấy. Được chưa? Anh chị biết cái bài này là nó giải như nào, ở trên Scratch thì như này nhé. Bây giờ chúng ta giải cái này là 5 này, cái này là 6. Chúng ta giải cái 5 trước nhé, tôi tính 6 thôi. Tôi giải cái 5 này, cho tôi phân tích này. 7TD cộng với 4TN bằng 100. Đấy. Tổng quát có thể là AX cộng BY bằng C, tổng quát nhé. Thì vì TD và TN đều là các số lớn bằng 1 cả, vậy suy ra cái gì? Suy ra là 7TD nên là phải nhỏ hơn nó bằng là 100 trừ 4 gì nữa, đúng không nào? 100 trừ 4. Vì cái số này là minimum là 4 mà, thì nó sẽ bằng, đây là bằng bằng bao nhiêu? Sẽ bằng là 96, đúng không nào? Vậy suy ra là TD sẽ nhỏ hơn được bằng là 96 chia 7. Vậy thì suy ra đây là một số, vậy thì suy ra gì? Vậy suy ra là TD sẽ nhỏ hơn bao nhiêu? Vậy suy ra là TD, cái này là xấp xỉ, là bằng bằng 1 là 7 nhân là 2, 26 là 1.3 trong bao nhiêu đó, thì cái TD nó nhỏ hơn nó bằng là 14 thôi, nhỏ hơn hẳn 14, hay là TD sẽ nhỏ hơn nó bằng 13, cái này số nguyên mà. Được chưa? Nhưng mà chúng ta chỉ việc là duyệt TD từ 1 đến 13 sẽ là kiểm tra. Đấy. Kiểm tra xem nó thỏa mãn cái năm này không thôi.
Như vậy là ta kiểm tra duyệt TD này, sao cho là cái số 100 trừ 7 TD chia cho 4 là được. Là như sau nhé, đây là như vậy thì ra cái lời giải như sau này. Đây là cái lời giải của nó nhé, đây là cái lời giải cái bài toán. Lời giải cái bài toán này trên Scratch và chúng ta mô tả bằng lập trình Scratch nhưng mà viết bằng tay. Viết bằng tay nhé, đây bằng tay. Như sau này. À, tôi đặt TD bằng 1 nha. TD bằng 1 là lập nhé. TD 1 này. Xong tôi là nhỏ 13 mà tôi lập 13 lần thôi. Lập 13 lần. Chính lệnh là repeat 13 lần đấy. Được không nào? Tôi làm như sau nhé, tôi kiểm tra này, nếu này, nếu mà 100 mà trừ đi 7 TD mà chia hết cho 4. Đó, mà chia cho 4 tức là 1 4 bằng 0 đấy, chia hết cho 4. Chia hết cho 4. Thì đây là nếu thì nhá. Thì cái điều kiện này này, cái điều kiện này này là chính là cái điều kiện nó tương đương với là 100 trừ đi 7 TD 1 4 bằng 0 đấy, nó đấy. Thì như sau, thì tôi đặt như sau, tôi đặt là TN bằng bằng 100 trừ đi 7 TD tất cả chia cho 4 đấy, nên là một số chẵn rồi. Và tôi đặt TG bằng 100 trừ đi TD trừ đi TN đó. Và tôi thông báo nghiệm, bài này có thể có nhiều nghiệm, và thông báo cái bộ nghiệm là TD TN và TG, thông báo nghiệm được chưa. Xong lại điểm này thì ta đây ta tăng TD lên một đơn vị, TD bằng TD cộng 1 đó. Đây chính là cái đoạn chương trình, hay là cái gọi là cái thuật toán, hay là cái pseudo code, cái mã giả để giải cái bài toán này ở trên Scratch, bạn thấy không nào. Đấy, như vậy là khi mà chúng ta thuần túy cho giải các cái phương trình giải trên giải bằng lập trình giải toán thuần túy thì chúng ta không cần lập trình, chúng ta viết viết như này vẫn hiểu. Ở trong trong lập trình kho máy tính, bạn thấy là rất, chúng ta có rất nhiều sách, bạn thấy đọc rất nhiều sách liên quan thuật toán không? Có con gì máy tính đó, họ mô tả thuật toán bằng pseudo code hết, bằng mã giải hết mà người ta vẫn hiểu. Bản thân cái thuật toán, cái lý thuyết thuật toán về kho máy tính, nó là một lý thuyết toán, một là một lý thuyết kho máy tính hoàn chỉnh luôn. Thì lúc giờ máy tính chỉ là cái công cụ chúng ta thử nghiệm chương trình thôi, thử cài đặt chương trình, thử nghiệm thời gian chạy thôi, còn tất cả lý thuyết là nằm trên giấy tờ hết đó. Thì các bạn thấy nhé, như vậy là cái chỗ nếu này là thẳng hàng, ta phải mô tả thẳng hàng cái bên này đấy, còn cái này thuộc vào một tí này đấy. Cái ba này là nằm trong lệnh nếu, trong lệnh if. Đúng nào, bây giờ chúng ta mình về nhà làm nhé. Thôi hôm nay chúng ta nghỉ sớm, nhưng mà tôi bị cảm nên giọng khàn khàn hơi mệt. Thôi chúng ta nghỉ nghỉ ở đây nhé. Em cảm ơn thầy. Em cảm ơn thầy, em chào thầy ạ. Mà này, các bạn về nhà các bạn giải tiếp nhé, ở trên máy tính nhé, Dạ dựa trên cái lý thuyết này nhé. Chúng ta nghỉ nhá. Dạ vâng, em chào thầy ạ. Ừ.